Nhà đất Khang Ni chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng giới thiệu một căn nhà phố chỉ trong phân khúc giá bán 6 tỷ hơn, tọa lạc tại trục đường Cù Lao, trung tâm phường 2, quận Phú Nhuận. Nhà mình kết nối với khu ẩm thực đường Phan Xích Long, tập trung rất là nhiều tiện ích cao cấp bậc nhất. Nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục y tế cho đến shop thời trang, ngân hàng, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, gì cũng có. Một căn nhà ngay trung tâm quận Phú Nhuận. Cả nhà mình di chuyển về quận 1, quận 3 và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chỉ tầm khoảng 5 đến 10 phút. Đó, vị trí quá là đẹp luôn, khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ. Và căn nhà phố hôm nay mình giới thiệu một căn nhà đẹp trong phân khúc giá bán 6 tỷ 800 triệu đồng. Và nhà mình nằm trong con hẻm này đi vào này cả nhà. Đó, và nhà cách mặt tiền đường Cù Lao chỉ tầm khoảng 50 mét di chuyển. Nhà cách hẻm xe hơi cũng chỉ tầm khoảng 15 mét. Một vị trí khu vực tương đối an ninh, có camera khu phố. Một căn nhà sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày. Căn duy nhất trên thị trường hiện nay trong phân khúc giá bán 6 tỷ hơn. Nhà đẹp như vậy, có một khoảng sân phía trước nè. Đó, nhà mình trước khi di chuyển vào bên trong sẽ được gia chủ mình thiết kế một khoảng sân, một lớp cổng. Sân này là của nhà mình. Mình trồng cây, trồng hoa, mình đậu xe máy phía trước tầm khoảng 4-5 chiếc tương đối thoải mái. Và di chuyển tiếp tục vào bên trong được gia chủ thiết kế với mẫu hiện đại, một trệt, một lửng, một lầu. Và nhà thuộc hướng chính là hướng Bắc, phù hợp khách hàng mình, hướng mệnh là Đông Tứ Trạch. Và với thông số diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là ngang 3m7, chiều sâu vào là 9m. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên có tổng là 3 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, khu vực ban công chỗ ra bên ngoài đầy đủ luôn nè. Một căn nhà đã được gia chủ mình đầu tư nội thất cơ bản hoàn thiện, đầy đủ các trang thiết bị nội thất, cả nhà mình mua về chỉ cần sắp lên phòng ở. Và đang được gia chủ rao bán với mức giá là 6 tỷ 800 triệu đồng. Giá còn thương lượng với chính chủ nữa, và nên hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Mình có một lớp cổng sắt phía trước, bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Và hệ thống rèm màn cửa đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế cho mình gian phòng khách liền kề với khu vực trang bếp bên trong. Trong đó mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tủ rượu, tủ trưng bày. Khoảng này được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên bên trên. Bên trên mình có đèn chùm, trần chìm giật cấp, đèn led âm trần với hệ thống đèn chiếu sáng. Mảng tường khu vực sofa của mình được gia chủ mình ấp tấm nhà đá, kết hợp thêm những cái phiêu chỉ cao phun trần lên trên, nhìn rất là sang luôn. Đó, thang bộ của mình thì thiết kế bo tròn uốn lượn, ấp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ đan can bằng sắt. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian phòng bếp đã được gia chủ thiết kế kết hợp với khu vực phòng ăn. Mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới kết hợp với bộ bàn ăn 4 ghế, tủ lạnh. Mảng tường khu vực bàn ăn được gia chủ mình ốp những cái tấm da đá, những cái phiêu chỉ. Và toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà của mình là được gia chủ sử dụng là gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Cửa này là cửa toilet, là cả nhà. Bên trên có những cái lỗ thông gió mini nè, đã được gia chủ thiết kế cơ bản hoàn thiện. Lavabo đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp cao phun trần lên trên. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Nhà mình với thông số diện tích chiều ngang là 9m, cho nên được gia chủ mình thiết kế cho mình hai cái ô cửa phía trước mở ra bên ngoài luôn cả nhà. Đó, thoáng chưa. Hệ tủ bếp trên, bếp dưới, trong đó mình có đầy đủ các trang thiết bị nội thất nè. Một lối cửa khu vực này, thêm một lối cửa phía trước nữa. Nhà thoáng quá, bên dưới chân cầu thang của mình còn được gia chủ mình thiết kế tận dụng không gian tối đa. Tủ để đồ, âm tường bên dưới. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng, công chứng mua bán trong ngày. Mảng tường khu vực đi lên cái tầng bên trên được gia chủ mình thiết kế cho mình dán giấy dán tường nè. Và những cái bức tranh trang trí, để bình hoa. Bên dưới chân cầu thang của mình có hệ thống đèn chiếu sáng cảm biến á. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa, em tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên. Có tổng là 3 phòng ngủ nha cả nhà. Đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Một căn nhà tọa lạc ngay trung tâm phường 2, quận Phú Nhuận, kết nối phố ẩm thực đường Phan Xích Long. Và phòng ngủ đầu tiên tại tầng lửng mình có giường ngủ, tủ quần áo, toilet sử dụng riêng bên trong, toilet sử dụng riêng luôn. Đầy đủ các trang thiết bị và gia chủ đã lắp cho mình máy lạnh tại đây. Đó, máy lạnh của mình nè. Và khu vực toilet bên trong này,
Lavabo đường soi bồn vệ sinh, gạch ốp cao phun trần lên trên. Tìm khu vực ban công phía trước nữa, ban công bo tròn uốn lượn được gia chủ sử dụng là sắt CNC nè. Và mình di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo bên trên. Và biết khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngay với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Gian lầu tiếp theo bên trên mình sẽ có hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau đã được gia chủ đầu tư cơ bản hoàn thiện. Phòng nào cũng có ban công mở ra bên ngoài hết, rất là thoáng luôn. Phòng nào cũng có tối sử dụng riêng bên trong nha cả nhà. Trong đó là mình có một cái phòng ngủ tiếp theo bên trên này nè, tương đồng giống tầng bên dưới. Mình có tủ quần áo âm tường vào bên trong, giường ngủ cho đến toilet sử dụng riêng dành cho mỗi phòng và khu vực ban công phía trước. Đó toilet bên trong của mình, lavabo đường soi bồn vệ sinh, gạch ốp cao phun trần lên trên. Và đi di chuyển tiếp tục phòng tiếp theo nè, phòng này chúng ta bật tắt đèn được luôn á. Và với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà này với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Và phòng ngủ tiếp theo nè, mình sẽ có giường ngủ, tủ quần áo, thiết kế không gian tận dụng tối đa, nhìn đẹp quá cả nhà. Cái tủ quần áo thiết kế bên trên á, rồi cái khu vực toilet bên trên gia chủ còn thiết kế cho mình một cái tủ kho để đồ nữa nè. Và toilet riêng bên trong ba phòng ngủ, phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng hết, quá là thuận tiện để an cư sinh sống. Và mình còn có một chiếc ban công mini phía trước nữa. Với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà với chính chủ. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.